Ngày 25 tháng 4, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Buổi họp mặt có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tướng lĩnh và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên khẳng định, ôn lại truyền thống không chỉ là để tưởng nhớ, để tôn vinh những giá trị lịch sử, mà còn là dịp để các thế hệ đi trước tiếp thêm sức mạnh, hào khí thiêng liêng của đại thắng mùa xuân cho thế hệ nối tiếp, toàn hệ thống chính trị, đồng bào thành phố, để làm động lực, tinh thần quyết tâm xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thông tin những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực, góp phần cùng cả nước hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội đề ra của năm 2022. Trong quý 1 năm 2023, một số nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu chủ yếu của kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh đạt thấp, nhất là tăng trưởng kinh tế thấp, đầu tư xây dựng hạ tầng và tiến độ triển khai giải ngân các dự án đầu tư công chậm. Về cơ bản đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận diện, dự báo và thống nhất đề ra một số giải pháp cụ thể đã và đang triển khai với tinh thần quyết tâm thực hiện tạo chuyển biến từ trong quý 2 năm 2023 và thời gian tới. Đồng thời tập trung tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế thủ tục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giải ngân đầu tư công, đẩy mạnh chi tiêu công và kích cầu tiêu dùng nội địa, cùng với doanh nghiệp bàn giải pháp phục hồi sản xuất kinh doanh, du lịch, mở rộng thị trường xuất khẩu. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh quyết tâm triển khai kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, đi vào thực tiễn của cuộc sống, tạo niềm tin cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức yên tâm, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá. Cùng với đó tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành động quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát. Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh chủ động phối hợp với các cơ quan của Chính phủ để chuẩn bị trình Quốc hội thông qua nghị quyết thay thế cho nghị quyết số 54, thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh tại kỳ họp tháng 5 năm 2023 của Quốc hội, đồng thời chuẩn bị các đề án, kế hoạch, chính sách để trình Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, triển khai ngay sau khi được Quốc hội thông qua.